đường tu cần chuyên nhất. Hỏi: thầy tôi cũng tu theo pháp môn tịnh độ đó chứ, nhưng không hiểu sao giáo lý lại không sâu rộng như pháp sư Tịnh Không và chư vị. Phần lớn Phật tử trong chùa bây giờ đều đi lạc đường hết, vì không có một người nào hướng dẫn đúng đắn. Nếu thầy Tịnh Không mà có thể đến Việt Nam khai thị thì phước đức vô lượng vô biên cho Phật tử tại Việt Nam. Trả lời: xin đạo hữu không nên phân biệt như vậy, nên nhớ mỗi người có mỗi hạnh, mỗi người có mỗi vị trí khác nhau. Nghe Tịnh Không có hành giảng pháp, tức giảng pháp tam muội. Ngài giảng rất rõ ràng, chi tiết cho tất cả chúng sanh hiểu đạo mà tu hành. Ngài không bao giờ giảng nửa vời, vừa giảng vừa giấu, úp úp mở mở. Nghĩa là trong lòng có bao nhiêu nói ra hết, để mong mọi người hiểu thấu đáo mà tu hành cho đúng. Diệu Âm nghĩ rằng nếu Ngài về Việt Nam được thì tốt, nhưng tốt hơn là người Việt Nam nên nghe pháp của Ngài để tu, chứ không cần gì Ngài phải về Việt Nam. Bằng pháp của Ngài nhiều lắm, hãy sưu tầm mà nghe và làm theo là được. Gặp Ngài chưa chắc mình hỏi được gì, vì Ngài nói tiếng Hoa. Còn việc Phật tử đi lạc đường, đây là chuyện rất phổ thông trong thời nay. Chính là vì có nhiều sự hướng dẫn không giảng thấu đáo, giảng không rõ ràng cho Phật tử tu tập. Rất nhiều người suốt một đời công phu, đến trước giờ tắt hơi cũng không biết đi về đâu, không biết lời nguyện nào để thành đạo, lời nguyện nào đưa đến bị trầm luân trong luân hồi lục đạo. Nhiều người tu hành có chút công phu, nhưng hình như thường kèm theo đó cái tâm ngạo mạn, không chịu theo kinh Phật phụng hành, tự nghĩ ra những cách tu riêng của mình, rồi hướng dẫn đại chúng đi lạc đường, làm họ mất phần giải thoát nhiều lắm. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm vọng thì theo cảnh vọng. Tu hành mà có tâm cống cao thì dù giỏi cho mấy, theo Ngài Vĩnh Minh Đại Sư nói, nhiều lắm cũng về cảnh giới Atula, tức là cảnh giới quỷ thần là cùng. Tâm mơ hồ chắc chắn phải bị cảnh mơ hồ trói buộc. Tu hành mà không rõ đường đi giảng sanh thành Phật thì thường chỉ hưởng được phước nhân thiên, mà xin thưa thật, chưa chắc đã hưởng được phước báo nhân thiên. Vì sao vậy? Vì một điểm cuối cùng lúc lâm chung xác định tương lai đời kiếp về sau, một ý niệm sân giận con cháu, sân giận đệ tử, sân giận người khác làm xấu, thì chính ta đi tuốt xuống địa ngục. Tham lam đi theo ngạ quỷ, ngu si lọt vào loài bản sanh. Đạo hữu cố gắng nhớ kỹ lời này, cố gắng bỏ lần tập khí sân giận, tham đắm, mê muội, cạnh tranh, ganh tị, nói xấu người này người nọ. Có vậy tâm của mình mới thanh tịnh thoải mái. Người tu hành mà thấy ai làm điều gì cũng chê bai, gặp gì cũng bài xích, chống hết người này đến người khác, thì dù hình tướng có là gì đi nữa cũng không phải là bậc chân chánh tu hành đâu. Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nếu là người chân chánh tu hành, không được nhìn lỗi của người khác. Ấy thế mà có nhiều người cứ tìm lỗi lầm của người khác để chống bán. Thậm chí nhiều khi họ không có lỗi, mình cũng tìm cho ra lỗi để chửi bới, bài xích. Đây là điều rất phổ biến của người thế tục, tệ hại lắm. Người tu hành mà tâm không từ bi, hỷ xả, cố chấp thì nhất định không phải là người đáng được nương nhờ. Ta tu hành phải tránh xa điều này. Muốn giảng sanh, đạo hữu nên cố gắng chú ý những điểm này, cụ thể chứ không cao xa đâu. Nói thêm, trước khi chết mà không biết hộ niệm, cứ cầu xin bác sĩ chữa trị, cứ nói còn nước còn tát, vân vân, chắc chắn sẽ bị hại thê thảm.
khi vừa chết xong thì bị đưa xác vào nhà xác, ướp lạnh, dích thuốc, chống rã thân xác, khóc lóc. Chắc chắn người chết sẽ bị hại thê thảm. Người mới chết bị đụng chạm mạnh vào xác thịt, ôm nắm, níu kéo, bị con cháu tắm rửa, thay quần áo, bị con cháu khóc lóc, than thở, gào thét. Tất cả đều gây đau đớn, khốn khổ, buồn bã, luyến tiếc, khủng hoảng cho thần thức người chết, tạo nên cơ duyên đọa lạc cho họ, khó tránh khỏi bị hại thê thảm. Nhiều người tu hành suốt đời mà không hiểu được đạo lý này, nay xin hãy giật mình tỉnh ngộ. Vì thế phải biết đạo mới đắc đạo, không biết đạo thì bị đọa lạc. Đạo này chính là đường niệm Phật cầu sanh tịnh độ, rồi chuẩn bị hộ niệm cho nhau để cứu nhau vãng sanh, chứ đạo không phải là gì khác đâu. Hỏi: vì thời khóa tu hành của tôi. Trả lời: thời khóa như vậy tốt lắm, có công phu đều đặn thật đáng khen, chúc mừng cho đạo hữu hạ quyết tâm lớn. Về việc hồi hướng công đức, nên nhớ hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cựu huyền thất tổ, bà con thân thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình, cầu nguyện cho họ được siêu sanh. Đừng nên chỉ có hồi hướng riêng cho mình, cũng cần hồi hướng cho những người đặc biệt nào của mình đang bị chướng ngại. Sau cùng, hồi hướng về Tây Phương, cầu nguyện mình được vãng sanh thành đạo để cứu độ chúng sanh. Hỏi: tôi có nên tiếp tục tụng kinh Pháp Hoa không? Trả lời: tụng kinh Pháp Hoa rất tốt, đem công đức hồi hướng về Tây Phương cũng được vãng sanh. Tuy nhiên, trong pháp niệm Phật rất cần sự chuyên nhất. Tụng nhiều kinh tu không được chuyên là do lòng tin không được mạnh, từ đó sức nguyện cũng không tha thiết, niệm Phật cũng khó chí thành. Do đó, đến khi lâm chung, trong tâm dễ bị hỗn loạn, đưa đến nhiều chướng ngại. Kinh Pháp Hoa lý đạo cao lắm, chứ không phải thông thường, dành cho chư vị Bồ Tát minh tâm kiến tánh tu trì, chứ không phải dành cho hạng phàm phu tục tử như chúng ta đâu. Nên nhớ, Phật khai pháp hội Pháp Hoa, đến như chư vị A-la-hán cũng hiểu không nổi mà đành phải bỏ ra. Chúng ta dễ gì hiểu thấu lý đạo trong kinh Pháp Hoa? Hiểu không thấu lý đạo thì làm sao đạt được yêu cầu của kinh? Không hiểu, công phu không đạt thì có chừng hiểu sai, thực hành sai, đưa đến kết quả sai lạc. Chính vì thế cần phải chú ý, hãy chuyên tụng kinh A-di-đà hoặc tụng kinh Vô Lượng Thọ thì tốt hơn. Đây là kinh dành cho những người hà căn, nhu cầu chính yếu là tin tưởng, phát nguyện vãng sanh, thành tâm trì danh niệm Phật. Mấy điều này ai cũng có thể làm được. Làm được việc này rồi thì các việc khác có Phật gia trì. Ý vậy mà những bộ kinh này được gọi là kinh thành Phật đó, chứ không phải tầm thường đâu. Nhân Phật thì quả Phật, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, nhân quả đồng thời, ồ tối thượng. Ngài Tịnh Không dạy suốt đời trì tụng một bộ kinh là đủ. Khi thấu hiểu một bộ kinh thì tất cả kinh sẽ thấu suốt, gọi là nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông, tuyệt vời lắm. Người căn tánh trung hạ mà tụng nhiều kinh rất khó thâm nhập vào đạo lý của Pháp Phật. Vô tình tụng thì nhiều mà rốt cuộc không hiểu được bao nhiêu, đến lúc chết cũng không biết đường nào để đi. Không biết đường đi thì lạc đường rồi vậy. Ở Việt Nam đến nay có hàng trăm người niệm Phật vãng sanh, họ chỉ tụng một bộ kinh A-di-đà, niệm một câu A-di-đà Phật, họ vãng sanh bất khả tư nghị, nhiều không đếm hết.
hỏi rằng thời nay mấy ai thành tựu được như họ, khuyên rằng nên chuyên nhất niệm Phật. Trong kinh Phật dạy là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ vậy mà thôi, đường thành đạo rất chắc chắn. Chúc đạo hữu ngộ đạo, tính nguyện hành thành tựu đạo quả. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 9 tháng 10 năm 2008. Gieo duyên qua Âu Châu. Hỏi: hiện đang hành nghề bác sĩ ở một nhà thương chuyên môn về ung thư, cancer. Hàng ngày em tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân bị bệnh ở giai đoạn cuối. Khi nghe xong cuốn Khuyên Người Niệm Phật, em rất muốn dịch nó sang tiếng Đức để truyền bá cho bè bạn người Đức ở đây. Nhưng em biết đó là một công trình phải đầu tư rất nhiều thời gian mà không dễ dàng gì. Đó là một kế hoạch lâu dài. Nhưng khi em tiếp xúc với các bệnh nhân của em, biết họ sắp bị đọa lạc, rơi vào lục đạo luân hồi, mình biết cách cứu họ mà không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào, em cảm thấy thương tâm và bất lực. Mẹ em đã từng viết thư và được anh Diệu Âm trả lời rất tận tình những câu hỏi của bà. Bà khuyên em nên mạnh dạn hỏi anh, chân thành mong ở anh lời chỉ dạy, thấu tình đạt lý. Trả lời: một, vấn đề dịch bộ sách Khuyên Người Niệm Phật. Nếu bác sĩ Diệu Huệ dịch Khuyên Người Niệm Phật ra tiếng Đức, giúp cho người Đức hiểu được đạo Phật, thì công đức lớn lắm. Diệu Âm thành tâm tán thán công đức này. Nếu quyết định dịch thì cho Diệu Âm biết địa chỉ để Diệu Âm gửi sách qua cho Diệu Huệ, hoặc email trọn bộ Khuyên Người Niệm Phật cũng được. Khuyên Người Niệm Phật viết bằng phong Verni. Hiện đã có một vị thầy ở Việt Nam đang dịch bộ sách này ra tiếng Hoa. Diệu Âm không biết tên, vị thầy đang cộng tác với một người làm việc trong tờ báo tiếng Hoa để dịch. Diệu Âm không biết rõ thầy đã dịch được tới đâu, chắc có lẽ cũng khả quan lắm rồi. Khi nào có sẽ tìm cách biếu cho Diệu Huệ, vì đây là những lá thư của Diệu Âm viết cho thân nhân, bạn bè, nên Diệu Âm không dám tự giới thiệu. Mèo khen mèo chạy đuôi không tốt. Bộ sách Khuyên Người Niệm Phật dày lắm, 4 tập. Nếu muốn dịch, không nên dịch vội vàng, vì Diệu Huệ còn phải làm việc. Tôi đề nghị rằng hãy dịch dần dần, dịch tới đâu phổ biến tới đó. Nếu cần, in từng tập sách nhỏ hay hơn. Nên nhớ, bộ Khuyên Người Niệm Phật Diệu Âm không giữ bản quyền, xin đừng ngại gì cả. Diệu Huệ thấy điều gì lợi ích thì cứ làm. Làm đúng thì tất cả đều có Phật, Bồ Tát gia trì, không nên ngại ngùng. 2. Muốn cứu bệnh nhân. Đây là tâm nguyện của Phật, Bồ Tát. Diệu Huệ làm bác sĩ mà có tâm từ bi, thương người, muốn cứu độ chúng sanh, thật là quý hóa. Diệu Âm cảm kích vô cùng. Chỉ cần một tâm nguyện như vậy cũng đã có công đức rồi. Thành tâm tất sẽ được linh ứng. Nếu tâm nguyện vững vàng và tha thiết thì Phật, Bồ Tát sẽ gia trì cho Diệu Huệ để thực hiện. Chắc chắn như vậy. Diệu Âm đề nghị: a, nếu người bệnh là người Việt Nam, Diệu Huệ nên copy video giảng sanh gửi biếu cho họ coi, khuyên họ buông xả vạn duyên để niệm Phật. Khi biết rằng bệnh không thể chữa trị được nữa thì nên thành thật khuyên họ nên niệm Phật cầu vạn sanh. Hết được chọn lựa, chắc bệnh nhân cũng dễ chấp nhận lời khuyên của mình. Sư cô đạo chứng trước đó cũng là một bác sĩ chữa trị ung thư. Sư cô thành tâm khuyên bệnh nhân niệm Phật đã cứu được rất nhiều người thoát cảnh khổ đau bằng tiếng niệm Phật. Nay bác sĩ Diệu Huệ khuyên bệnh nhân ung thư đã đến thời kỳ phải chết, niệm Phật
và hướng dẫn hộ niệm cho họ thì có thể bác sĩ cứu được họ vãng sanh, công đức không gì sánh bằng. Nên khuyến khích đồng tu lập thành những nhóm cộng tu riêng, chọn một căn nhà của một vị đồng tu nào có căn phòng rộng một chút làm niệm Phật đường, rồi cùng nhau niệm Phật cùng nhóm cộng tu nhỏ này sẽ là nhóm hộ niệm về sau, và chính những nhóm này sẽ cứu độ nhau vãng sanh. Ngài Ấn Quang dạy, đây là đạo tràng dễ thành tựu nhất trong thời mạt pháp này. Nếu không có nhiều người thì 2-3-4 người cũng đủ hộ niệm được rồi. Nên xem thật nhiều những video hộ niệm. Lên mạng www.tinhthuquan.com. Phần diệu âm có một số video hộ niệm giảng sanh. Diệu âm sẽ gửi thêm một số video giảng sanh mới khác để nhiều người xem. Diệu âm đã chuyển tất cả những tin tức, câu trả lời, câu hỏi về hộ niệm cho Diệu Huệ xem qua, hầu rút thêm kinh nghiệm. Diệu Huệ đã có MP3 khuyên người niệm Phật chưa? Nếu chưa thì cho biết để Diệu Âm gửi biếu. Các video giảng sanh nếu chưa có thì Diệu Âm cũng có thể gửi biếu luôn. B. Nếu là người Đức, Diệu Huệ nên dịch dài video giảng sanh ra tiếng Đức, rồi tìm cách cho họ xem, rồi tìm phương hướng dẫn họ. Lấy đạo lý, tất cả đều do tâm tạo, nói với họ, nghĩa là Phật dạy rằng cái tâm mình đang nghĩ gì sẽ hiện ra cái đó. Tâm muốn chết thì bị chết, tâm muốn vãng sanh về cõi Tây Phương của Phật A-di-đà thì sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu lúc chết mà tâm hồn sợ hãi, lo lắng, khủng hoảng thì sẽ đi về các cảnh giới đau khổ, ít gì đâu. Khuyên họ, tại sao không vui vẻ, an nhiên niệm Phật, cầu Phật gia trì. Phật dạy 10 niệm tất được vãng sanh. Vãng sanh sẽ hưởng đời đời kiếp kiếp sung sướng, an lạc, không hay hơn sao? Hãy giới thiệu cho họ những chứng minh cụ thể, giúp họ phát khởi lòng tin. Nếu họ tu theo Chúa thì cầu Chúa gia trì cũng được, nhưng Chúa cứu để về cảnh giới trời vẫn còn trong tam giới, chưa hoàn toàn chấm dứt sanh tử đâu. Đối với họ, vũ trụ này có nhiều cảnh giới huyền diệu lắm, trong đó cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật là tốt đẹp nhất. Nhiều người cầu nguyện sanh về nước Ngài đã được đi rồi, đưa chứng minh vãng sanh ra cho người ta coi, rất cụ thể, không có diễn dông. Điều kiện là tin tưởng, nguyện cầu sanh về đó, niệm A-di-đà Phật. Lúc lâm chung, đừng sợ chết, cầu vãng sanh sớm càng tốt. Mời người khác đến hộ niệm thì sẽ được cảm ứng. Chết sống đã có mạng số, số mạng chưa mạng. Nếu niệm Phật cầu vãng sanh thì tự nhiên sẽ hết bệnh. Nếu số phận đã mạng thì sẽ được vãng sanh. Thoại tướng hiện ra rất tốt, bất khả tư nghị. Hiện tượng này nhiều lắm, không ai có thể chối cãi được. Diệu Âm nghĩ rằng Diệu Huệ có thể từ từ thuyết phục họ được. Biết chừng đâu một ngày nào đó Diệu Huệ cứu được người Đức chăng. Cũng nên nhớ, cứu người ngoại quốc khó lắm, vì tinh thần của họ nặng về khoa học, không tin Phật Pháp, phải kiên nhẫn từng bước và tùy duyên. Trước tiên hãy nhắm đến người Việt Nam cứu độ trước, đây là tấm gương cho người Đức sau này vậy. C. Trong một phiên họp nào đó giữa hội đồng bác sĩ, Diệu Huệ mạnh dạn nói lên sự vãng sanh tịnh độ của những người niệm Phật. Mạnh dạn trình bày với họ thử coi, biết chừng đâu có người ủng hộ. Trước khi làm việc này cần nên chuẩn bị rất nhiều bằng chứng vãng sanh. Những người chết mà biết niệm Phật, được hộ niệm cẩn thận, đều ra đi với thân xác mềm mại, tươi hồng. 3-4-5 ngày sau vẫn còn tươi mềm. Đây là hiện tượng tự nhiên như vậy, chứ không phải dùng thuốc hay xoa bóp gì cả.
diệu âm có thể cung cấp cho diệu huệ những bằng chứng này. Cẩn thận thu thập rất nhiều bằng chứng, rất nhiều chi tiết cụ thể trước khi đưa vấn đề ra trình bày. Hãy coi đây như một dự án hay một khám phá mới của nhân loại vậy. Nếu trình bày được chuyện này, truyền bá Phật pháp, nhất là pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, giúp người Âu Châu ngộ ra đạo pháp, thì công đức lớn lắm. Đem công đức truyền bá Phật pháp này hồi hướng về Tây Phương cầu vãng sanh, nó sẽ là phần thưởng cho diệu huệ cuối đời được vãng sanh vậy. Hoặc giả như mình đưa chương trình ra mà bị thất bại, nghĩa là không có ai ủng hộ hay không ai chịu thực hiện theo, thì ít ra cũng giúp bệnh viện, hội đồng y khoa bắt đầu chú ý đến sự kiện này. Hy vọng tương lai họ xét đến, có thể giúp họ chú ý về Phật pháp di diệu, tạo dựng biến chuyển trong tương lai. Ví dụ, khoa học phục vụ con người rất tốt, nhưng cũng cần tin vào Phật học. Không nên chỉ dựa vào khoa học mà quên rằng con người ngoài xác thân ra còn có thần thức, linh hồn. Đây là sự thật đã có chứng minh, không thể chối cãi được. Kiêng cự những hành động sai lầm thường thấy trong bệnh viện, cụ thể những điều thường phạm như đụng chạm vào thân xác người mới chết, như mổ xẻ, giải phẫu, đưa vào nhà xác quá sớm, hô hấp nhân tạo, vân vân, đều gây tác hại rất xấu đối với thần thức người chết. Hẳn nhiên tránh được tới đâu hay tới đó, chứ không có cách nào khác hơn. Tâm ý người thế gian đâu dễ gì chuyển đổi. Phật dạy rằng khi một người chết đã tắt hơi rồi, không nên đụng chạm vào thân xác, mổ bụng, đưa vào nhà xác quá sớm. Vì sau khi tắt hơi, thần thức vẫn còn bám vào thân xác ấy một thời gian, 8 đến 12 giờ mới ra khỏi. Nếu đụng chạm vào thì họ bị đau đớn, đưa vào nhà xác ướp lạnh thì giống như đưa xuống địa ngục băng hàn, ồn ào, náo loạn. Bên cái xác thì bị phiền não, vân vân, làm người chết quá sức đau khổ mà bị đọa lạc. Nghĩa là sau khi tắt thở rồi, không phải là hết, mà người chết vẫn còn cảm giác. Không những thế, đôi khi họ còn nhạy cảm hơn nữa là khác. Thần thức họ vẫn còn thấy, nghe, hiểu tất cả những sinh hoạt chung quanh. Đây là sự thật. Hãy giúp đỡ, tạo phương tiện dễ dàng cho những người theo Phật giáo hộ niệm, tìm cho họ một căn phòng yên tĩnh để niệm Phật 8, 12, 16 giờ, giúp cho ban hộ niệm niệm Phật cứu người chết được vãng sanh. Cố gắng làm tới đâu hay tới đó, còn những người không tin thì đành phải tùy duyên vậy. Vấn đề hộ niệm ở Âu Châu còn rất lạ, rất ít người biết đến. Nhiều khi chính Diệu Huệ là người đầu tiên phát khởi chương trình cứu độ chúng sanh ở Âu Châu chăng? Nếu được vậy thì công đức càng lớn hơn nữa. Có thể Diệu Âm sẽ giới thiệu vài người khác ở Âu Châu cũng muốn hộ niệm để cùng nhau hỗ trợ cho chương trình này. Cũng nên nhắc nhở điều này, nhiều người vì quá cảm xúc tạo nên những chuyện lạ, hoặc cảm ứng đến những điều kỳ lạ như thần thông, biến hóa, phép lạ, năng lực kỳ diệu nào đó, vân vân. Đấy là họ tự chiêu cảm lấy, chứ trong kinh Phật không chủ trương những dạng thần kỳ này. Xin Diệu Huệ cẩn thận, đừng nên hiếu kỳ mà mang họa về sau. Sự hộ niệm là cách ứng dụng kinh Phật dạy một cách cụ thể, chính xác, kịp thời, chánh pháp. Các kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân đều có nói. Kinh Phật không có nói các cách thần thông, biến hóa, phép thuật. Xin chú ý. Chúc bác sĩ thành công. A Di Đà Phật. Diệu Âm, 12 tháng 10 năm 2008. Cần chọn nơi thích hợp tu hành. Hỏi: mình chọn đạo tràng để tu
có phải bị phạm phải lỗi phân biệt không? Trả lời, mình không muốn phân biệt, nhưng tâm cơ, căn tánh của mình thấp kém, nên cần chọn nơi nào thích hợp để tu hành, như vậy mới có ích lợi. Ví dụ, tại một đạo tràng lộn xộn quá, mình muốn tới để tu hành, nhưng tu không được, càng tới càng thấy phiền não. Chẳng lẽ mình lại đi tìm phiền não hay sao? Phân biệt, chấp trước, nói theo nghĩa thấp nhất cho dễ hiểu, là tâm hồn loạn động, cố chấp, hẹp hòi, đấu tranh, đố kỵ, thị phi, chi bai lẫn nhau, vân vân. Đến một đạo tràng, ở đó xảy ra nhiều điều lộn xộn, mình tu không được, đành phải lặng lẽ tìm chỗ khác để tu tập. Đây không phải là phân biệt chấp trước. Nếu mình chê bai, kinh cãi, phỉ báng, chống lại, moi móc chuyện xấu của họ ra cho mọi người biết, thì mình là kẻ cố chấp, phân biệt, không phải là người chân chánh tu hành. Thành thật mà nói, đối với hạng người căn tánh hà liệt như chúng ta, không đủ khả năng chuyển đổi hoàn cảnh, thì nên tìm đến chỗ thanh tịnh để nương tựa mới được thiện lợi. Chỗ nào không yên ổn, mình không tới, chính là muốn bảo vệ tâm thanh tịnh của mình. Một là tránh sự phiền não cho mình, hai là tránh gây phiền não tới người khác. Vì một khi mình cảm thấy khó chịu trước một hoàn cảnh, thì nét mặt không thể vui vẻ, tâm hồn không thể thoải mái được. Tâm trạng này nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến người khác. Chỗ nào thích hợp, thanh tịnh thì mình tới tu hành để được thành tựu, thì gọi là hợp duyên, tùy duyên, thuận duyên với mình. Tu hành cần phải hợp căn cơ mới mong có ngày thành tựu. Nếu tu theo những pháp môn không hợp căn cơ, không hợp ý nguyện, tu một cách gượng ép, không thoải mái, thì đường tu hành sẽ bị trở ngại, chắc chắn khó có hy vọng thành công. Nếu không cẩn thận, sơ ý trở thành người vô trách nhiệm đối với chính huệ mạng của mình, đây gọi là phan duyên. Chính vì vậy, cần phải chọn lựa chỗ tu hành cho thích hợp với căn tánh và ước nguyện của mình, thì sự tu hành mới tiến bộ được. Nhiều người không rõ căn cơ của mình, không biết đâu là chỗ tốt, thì hãy nghe lời Phật dạy, chọn pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Vì sao vậy? Vì còn mập mờ, không biết mình thuộc căn cơ nào, thì chính là người còn mê muội. Còn mê muội tức là còn phàm phu, hạ căn. Đã là phàm phu hạ căn, thì nghiệp chướng sâu nặng, tâm chưa được thanh tịnh, chưa đủ năng lực chuyển đổi hoàn cảnh, các pháp môn khác khó có thể thích hợp được. Tóm lại, cần phải chọn pháp môn thích hợp, chọn hoàn cảnh tốt để giúp đỡ cho việc tu hành của ta được tốt hơn. Hỏi, vọng tưởng là gì? Con thường cầu mong sớm được về Tây Phương, như vậy có phải là vọng tưởng không? Trả lời, vọng tưởng nói theo nghĩa rộng là đối tượng của vô minh hoặc. Nghĩa này cao quá. Nó theo nghĩa bình dân của chúng ta là nghĩ tưởng lung tung, nghĩ bậy bạ. Người không để tâm thanh tịnh, an lạc, mà cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia, mơ điều này, mơ điều nọ, thích những chuyện xa vời, vượt quá tầm sức của mình, đó là người sống trong vọng tưởng. Ví dụ có người nghĩ rằng mình đã chứng đắc, thì ý nghĩ này là vọng tưởng, cho rằng mình giỏi hơn người khác, gọi là cống cao ngã mạn, là khởi sự cho vọng tưởng. Thích nói huyền nói diệu, vọng tưởng lý luận lung tung, vọng tưởng ham thích thần thông, vọng tưởng thích có phép lạ, vọng tưởng cầu xin Phật hiện thân cho mình thấy, vọng tưởng vân vân. Còn việc niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương là nguyện theo lời Phật dạy, làm đúng theo lời Phật thì gọi là y giáo phụng hành, là chánh nguyện, chánh cầu, chứ không phải là vọng cầu.
tâm tin tưởng vào Phật Pháp thì không tin theo tà Pháp khác. Tâm nghĩ về Tây Phương thì không nghĩ đến các vọng tưởng khác. Tâm niệm Phật thì khỏi niệm các vọng niệm khác. Đây gọi là chánh tín, chánh nguyện, chánh hạnh. Tha thiết nguyện vãng sanh là một trong ba điểm quan trọng của Pháp niệm Phật. Ta phải giữ cái tâm nguyện này suốt đời. Lấy nguyện này làm chánh thì các nguyện khác trở thành phụ, gọi là trợ nguyện. Lý niệm Phật làm chánh hạnh thì các gì khác là trợ hạnh. Trợ tức là phụ, không phải chính. Ví dụ như việc làm thiện, làm lành, giúp người, bố thí, làm website Phật Pháp, cúng dường, in kinh, ấn tống, phóng sanh, tất cả đều là trợ hạnh, trợ nguyện, làm để hỗ trợ cho việc vãng sanh. Xác định rõ ràng như vậy thì lúc lâm chung tâm mình mới buông xả được vạn duyên, vững vàng, vui vẻ, an nhiên, một đường đi về Tây Phương Cực Lạc, không bị lạc. Rất nhiều người tu hành đã mập mờ giữa chánh và trợ, thường lấy trợ nguyện làm chánh nguyện, trợ hạnh làm chánh hạnh. Thành ra suốt đời tu hành rốt cuộc cũng không được thành tựu. Nói cho rõ hơn, vẫn không thể giải quyết vấn đề thoát ly sanh tử luân hồi. Có người sơ ý hoặc không chịu tìm hiểu cho thấu đáo mục đích chính của Phật Pháp, thường lý phụ làm chính, lại tưởng vậy là đúng, rồi dẫn dắt người khác chăm chú vào sự trợ tu, đánh mất luôn chánh tu, làm cho chúng sanh mất phần giải thoát, khiến họ tiếp tục trôi lăn trong lục đạo, chịu cảnh vô thường. Ví dụ, có người quan niệm rằng tu hành là làm thiện, họ chuyên chú giữ gìn năm giới, làm thiện, bố thí, giúp người. Nguyện như vậy tốt chứ không phải xấu. Nhưng tu hành chỉ có gói ghém vào việc phước thiện thì đã đi theo đường tu bất liệu giáo. Nói rõ hơn là pháp tu không trọn vẹn, không thể thành tựu đường thành đạo. Tu như vậy, sau cùng đến lúc lâm chung, cái nguyện làm thiện này quá mạnh, nó trói cái tâm họ vào đó. Nguyện làm thiện quá mạnh thì nguyện vãng sanh sẽ yếu, hoặc nhiều khi không có. Nhất thiết duy tâm tạo, không nguyện vãng sanh thì không được vãng sanh. Làm thiện nhiều thì nhiều lắm, họ cũng chỉ hưởng cái phước này mà thọ sanh ở trong ba đường thiện, trong sáu đường luân hồi là cùng. Tu hành không biết được giải thoát, chỉ biết có làm thiện, tưởng vậy là đủ, nhưng thật ra quá thiếu. Dù tu hành có giỏi cho mấy, cũng bị lọt lại trong dòng sanh tử vô thường. Dù họ có thể tái sanh thành người giàu có để hưởng phước, nhưng Phật dạy, những người này chỉ biết tu phước báo nhân thiên, không thể thành tựu đạo nghiệp. Khi hưởng nhiều phước báo rồi thì không còn tu hành nữa, trái lại thường sanh tâm hủy bán người tu hành, khinh thị người nghèo khó. Chính vì vậy mà tạo nghiệp rất lớn, để sau cùng bị quả báo nặng. Đây gọi là tam thế oan vậy. Phật dạy, quên phát tâm giác ngộ mà lo làm việc thiện thì việc thiện đó chỉ là nghiệp ma mà thôi. Tại sao vậy? Vì định nghĩa sự tu hành quá cạn cợt, không có tâm giải thoát tam giới thì không có ngày vượt thoát cảnh sanh tử luân hồi. Chưa thoát tam giới thì chắc chắn không trước thì sau, tất cả nghiệp chướng, phiền não chướng, oan gia trái chủ chướng, tất cả đều phải trả, phải đền. Một khi đã đến giai đoạn phải đền trả thì rơi vào tam ác đạo rồi. Đây chính là nghiệp ma vậy. Cho nên phải lấy nguyện vãng sanh làm chánh nguyện, niệm Phật làm chánh hạnh, tin tưởng vững chắc đại nguyện của A Di Đà Phật, cứu độ mình về Tây Phương, một đời viên mãn đạo quả là chánh tín. Còn tất cả các nguyện khác
hành khác đều là trợ mà thôi. Tất cả những việc làm của mình hôm nay là đều nhằm vào mục đích vãng sanh Tây Phương để thành đạo vậy. Cần tự nghiệm, phải tu hành và biết hộ niệm sớm. Hỏi: hôm nay là đã 2 ngày rồi. DN thấy mẹ trợ tánh, ít chịu niệm Phật và thường lập đi lập lại rằng bà không làm gì tội lỗi đến nỗi phải bị mình khổ như thế, vậy phải gỡ như thế nào? Trả lời: đó chính là mình khổ hiện hành. Thông thường thì ai cũng có những trường hợp tương tự. Mình khổ này thật ra do chính mình gây ra cá nhân, rồi sau cùng chịu kết quả, chứ không có ai khác tạo cho mình. Trước những ngày giờ cuối cùng, những nghiệp khổ hiện về làm cho tâm hồn khủng hoảng, thân thể đau đớn, không còn bình tĩnh được nữa. Chúng ta hãy nên khuyên cụ quyết lòng thành tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì để sớm được ngày vãng sanh. Khuyến khích cụ hãy chấp nhận quả báo này, vì nó chính là do từ những cá nhân mà mình đã tạo ra nên thành ra vậy. Đừng nên than phiền oán trời trách đất mà tạo thêm nghiệp mới. Hãy xác định cho cụ biết rằng nếu thành tâm sám hối rồi niệm Phật tha thiết cầu vãng sanh, thì những nghiệp chướng dù lớn cho mấy cũng được Phật lực gia trì mà có thể vượt qua hết. Nếu thực sự chí thành chí thiết thì vẫn còn hy vọng được vãng sanh. Sau khi sám hối rồi, khuyên cụ nhất định không được nhớ đến nghiệp chướng nữa, không được nghĩ đến những điều sai lầm nữa, vì A-di-đà Phật đã có lời đại thệ cứu độ chúng sanh đới nghiệp vãng sanh. Phải chú ý nhiếp tâm niệm Phật cầu về Tây Phương. Nhắc lại, không được nhớ đến nghiệp chướng, không được nhớ đến tội lỗi xưa nữa, phải quên hết để nhiếp tâm niệm Phật. Nếu cứ nhớ đến tội lỗi thì có chừng tâm bị kẹt vào đó mà bị đọa lạc. Nên dùng nhiều tâm lý trong lúc khuyên, không được làm cho cụ buồn phiền, tức bực. Ví dụ, khuyến tấn cần vui vẻ, đừng làm cụ giận hờn. Chăm sóc cẩn thận, chú ý điều chỉnh nhiệt độ. Nóng thì mở máy lạnh, lạnh thì đắp thêm mền. Thân thể đau nhức, mỏi mê thì xoa bóp một chút cho cụ thoải mái, vân vân. Đừng hỏi nhiều quá, khiến cho người bệnh phải trả lời hoài cũng không tốt. Nên nhớ, người bệnh họ mệt lắm. Nhiều lúc mệt quá, cụ muốn mình ngừng niệm Phật để cụ nghỉ một chút, thì mình cũng phải ngừng. Rồi trong lúc chăm sóc, mình có thể niệm Phật nhỏ tiếng để hộ niệm, chứ không thể bắt buộc cụ phải niệm Phật hoài được. Khuyên cụ nên niệm thầm theo. Hãy vỗ tay khen tặng khi cụ phát tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sanh. Hãy tuyên dương khi cụ làm được điều gì hay, cần dùng tâm lý nâng đỡ, tránh tâm trạng lo lắng. Hãy vui vẻ, luôn luôn tươi vui để khuyến tấn. Lòng tin của mình vững vàng vào từ lực của Phật thì lời nói của mình mới có sức thuyết phục. Thấy cụ đau đớn, mình không nên quá xót xa, lo lắng mà làm cụ càng cảm thấy đau đớn hơn. Hãy tìm cách khuyến tấn để cụ vươn lên niệm Phật, quyết lòng xả bỏ thân mạng để về miền cực lạc. Báo thân này đã sắp mãn rồi, thúc hối cụ hãy mau mau niệm Phật. Chỉ còn có A Di Đà Phật mới cứu cụ được thôi. Hãy tranh thủ từng giây từng phút để niệm Phật, thì chắc chắn được Phật lực gia trì, chắc chắn vượt qua ách nạn đi vãng sanh. Tuyệt đối không được khóc lóc, than thở, u sầu trước mặt cụ. Chú ý ngăn cản người khác vào thăm nom, vì họ thường nói điều không hay, làm tâm đạo của cụ bị lay chuyển. Nếu biết được phương pháp hộ niệm sớm thì giờ này dễ dàng cứu vãn tình thế. Nhưng bây giờ xin đừng tự trách nữa,
mà hãy còn nước còn tát. DN dù sao cũng phải cố gắng hết sức để cứu người mẹ. Về việc sám hối, hãy khuyên cụ thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm. Một người dù có hiền lành đến đâu cũng có lúc mê muội làm điều sai lầm gây nên tội lỗi. Vậy thì phải thành tâm sám nghiệp, nhất là lúc này cần có tinh thần sám hối mạnh mẽ. Hãy phát tâm dũng mạnh mà niệm Phật, càng đau càng mừng không sợ, vì biết rằng mình càng sớm về với A Di Đà Phật. Tâm mạnh như vậy thì tự nhiên những cơn đau biến mất. Không cầu hết bệnh, quyết lòng cầu sớm vãng sanh tịnh độ. DN và gia đình phải thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì, cầu xin sám hối thay cho cụ, cầu xin hóa giải oan gia trái chủ cho cụ. Về việc hóa giải oan gia, khi hộ niệm, mọi người chắp tay, một người đại diện thành tâm cầu xin oan gia trái chủ buông tha, cầu xin họ hãy cùng với chúng ta niệm Phật hộ niệm cho cụ. Xin xem các bài giải oan gia trong sách Quy tắc trợ niệm, hoặc xem thêm các video hộ niệm giảng sanh. Có thể ủy chuyển mỗi trường hợp mỗi khác, tùy cơ mà tìm cách hóa giải. Khi sám hối cần chú ý các điểm sau: xác nhận mẹ tôi vì mê muội mà làm nên những điều sai lầm, kết nên tội chướng đối với chư vị quán thân trái chủ. Nhưng bây giờ mẹ tôi đã ăn năn sám hối, đang niệm Phật cầu vãng sanh, nguyện cầu, khẩn cầu, thỉnh cầu chư vị quán thân thương tình tha thứ. Hận thù nên xả, không nên kết, cùng với chúng tôi niệm Phật hộ niệm cho cụ và cùng cầu vãng sanh cực lạc. Nhân này sẽ giúp cho chư vị siêu sinh thoát ly sanh tử luân hồi. Khi cụ vãng sanh về cực lạc, cụ sẽ thành đạo, sẽ có đủ năng lực về đây cứu độ tất cả chư vị. Gia đình con cháu ngày ngày niệm Phật, đều hồi hướng công đức cho chư vị quán thân trái chủ, phóng sanh, làm việc thiện, tạo công đức để hồi hướng cho cụ và hồi hướng cho oan gia trái chủ của cụ. Thành tâm hóa giải nhiều lần thì có thể có kết quả. Chúc DN thành công, cầu chúc cụ được phước phần vãng sanh Tây phương cực lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 13 tháng 10 năm 2008. An nhiên trước bệnh khổ. Hỏi: hàng ngày con niệm Phật mà thấy nhức đầu, khó chịu trong người, tối ngủ lại gặp ác mộng, con thật sự rất lo lắng, không biết phải làm sao. Trả lời: trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy chân thành niệm một câu Phật hiệu có thể tiêu đến 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Người thành tâm niệm Phật thì nghiệp chướng sẽ tiêu mòn đến sạch luôn. Người niệm Phật mà bị nhức đầu là do nghiệp chướng của mình lớn quá. Vì vậy, khi gặp môn thuốc A Di Đà này mạnh quá, nó công phá nghiệp khổ thành ra nhức đầu đó. Giống như uống thuốc vậy, thuốc hay thì công phạt mạnh, uống vào thì những lần đầu thường bị cảm thấy khó chịu, nhưng cứ uống thì chẳng bao lâu sẽ hết. Cho nên cứ tiếp tục niệm Phật, một lòng tin tưởng vào sự gia trì của Phật, đừng nên chao đảo tinh thần. Niệm Phật có ba điều cần phải cương quyết giữ, đó là tín, nguyện, hành. Phải tin tưởng, phải phát nguyện vãng sanh, phải thành tâm niệm Phật liên tục. Nên nhớ, nguyện là nguyện cầu mình được vãng sanh, chứ không phải cầu hết bệnh. Nguyện vãng sanh tha thiết, chứ không phải nguyện lấy lệ. Tha thiết được vãng sanh thì mấy thứ nhức đầu sơ sài có gì mà lo lắng dữ vậy. Nếu người niệm Phật bị nhức đầu mà còn lo lắng về nhức đầu thì càng bị nhức đầu nhiều hơn. Vì sao vậy? Vì không tin, không tha thiết việc vãng sanh,
thành ra niệm Phật không chí thành chí thiết đó. Tín, nguyện, hành, tuy ba mà một, một mà ba, thiếu một thì mất cả ba. Chính vì thế mà niệm Phật không được tương ưng. Đây cũng là do nghiệp chướng tạo nên. Bây giờ làm sao? Một, thành tâm sám hối nghiệp chướng bằng cách nào? Lạy Phật và niệm Phật cho nhiều và chí thành sám hối khi lạy niệm. Hai, quyết lòng buông xả vạn duyên. Làm sao buông xả? Chẳng lẽ bỏ chồng bỏ con sao? Không phải vậy. Buông xả là trong tâm thoải mái, không lo sầu, không cố chấp, không tham đắm, không giận hờn, không sợ nhức đầu, không nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngay cả việc sai trái gì trong quá khứ cũng quên luôn. Hãy chú tâm niệm Phật để cuối đời mình được vãng sanh. 3. Nếu có nhức đầu thì cứ nói thẳng với mình là đáng đó, ai bảo trước đây làm sai chi, ai bảo tu hành trễ quá chi, ai bảo sát sanh nhiều quá chi. Tất cả nghiệp chướng hiện hành thành quả báo thì nên phải chấp nhận. Nay phải lo niệm Phật đi về Tây Phương luôn thì khỏi bị nghiệp khảo nữa. Về Tây Phương thành đạo để giải quyết nghiệp báo. Hãy nghĩ rằng với nghiệp chướng của mình, đúng ra mình phải chịu quả báo nặng hơn chứ không phải bấy nhiêu này đâu. Đúng ra mình phải bị đau nhiều hơn gấp trăm lần nữa cơ. Nếu có tâm sám hối dũng mạnh như vậy thì tự nhiên thấy không còn đau nữa, tức là vui vẻ rồi vậy. Người nào tín, nguyện, hành đầy đủ thì tự nhiên khỏi nhức đầu. Nếu không khỏi thì uống vài viên thuốc cho dịu bớt rồi lo niệm Phật đi, có gì đâu mà lo lắng. Vạn pháp giai không, suy cho cùng nhức đầu cũng là không luôn, vô sự. Người ta bị ung thư sắp chết mà niệm Phật còn hết bệnh thay, uống chi đau đầu. Có biết bệnh ung thư sắp chết họ đau đớn như thế nào không? Đau như cắt thịt vậy đó. Ý thế mà niệm Phật còn hết đau thay, chuyện nhức đầu có gì đâu mà lo. Biết khi mình cầm dao cắt cổ con gà nó đau như thế nào không? Ý thế mình không cảm thông cái đau của nó. Vậy bây giờ chỉ mới nhức đầu một chút, có đáng gì đâu mà than. Hãy nghĩ đến cái khổ của chúng sanh thì cái khổ của mình tự nhiên tan biến. Còn cứ lo nghĩ để cái khổ của mình thì khổ tạo thêm khổ, gọi là khổ khổ vậy. Sám hối chính là đây. Chứ còn than trời trách đất thì nghiệp chồng lên nghiệp, chắc chắn bị khổ nhiều hơn. Nếu không phấn đấu, không tin tưởng thì làm sao thoát khỏi nghiệp báo. Còn việc nằm ác mộng, đây có lẽ là do tâm mình bị vọng tưởng nhiều quá, lo lắng nhiều quá, sợ sệt nhiều quá, giận hờn nhiều quá, buồn phiền nhiều quá, bất an nhiều quá, thị phi nhiều quá. Ngược lại, không để tâm thanh tịnh, không an nhàn, không thoải mái, không vui vẻ, không coi đời là huyễn mộng, còn chấp quá nhiều vào tham sân si mạn. Nói chung là tâm bị bất an, bất tịnh nhiều quá mới sinh ra mộng mị. Tự xét coi mình có bị phạm những điều này không? Vạn pháp giai không thì ác mộng là giả. Vì thì lúc bị ác mộng cứ khởi tâm niệm Phật thì hết liền, chắc chắn. Còn niệm Phật mà không hết thì coi chừng tại vì niệm không thành tâm. Miệng niệm chứ tâm không tin, niệm kiểu này vô ích. Thế gian thường nói tâm bất tịnh thị chi bất kiến, thính chi bất văn, thực bất tri kỳ dị. Là vậy đó. Thôi thì tất cả đều bỏ hết đi, coi sự đời nhẹ tựa lông hồng đi, để cho đầu óc mình thoải mái. Nghĩa là phải vui vẻ, không lo lắng gì cả thì tự nhiên vô sự. Nên nhớ, người thành tâm niệm Phật có quang minh của Phật gia bị, có 25 vị Bồ Tát gia trì.
có chư thiên long bát bộ bảo vệ. Mình đang tắm mình trong tự lực rất mạnh, thì còn sợ gì nữa mà phải chịu ác mộng? Nếu có ác mộng đi nữa thì kệ đó, cứ lo niệm Phật, chứ cớ chi phải lo sợ đến ngủ không yên. Tin không? Tin thì hết, không tin thì chịu thua. Bên cạnh đó, phải hiểu giá trị của sự làm lành, đánh giữ, nên tập phóng sanh lợi vật, thành tâm sám hối nghiệp chướng, tu hành niệm Phật, phải luôn luôn hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình, quan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp hồi hướng về Tây Phương, cầu vãng sanh thành đạo để độ tận chúng sanh. Sám hối cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thành tâm niệm Phật thì linh ứng, niệm Phật mà không thành tâm thì không có phần lợi ích lớn. Không làm điều ác, phải làm điều lành, tâm hồn thoải mái, tự nhiên hết bình. A Di Đà Phật. Diệu Âm, 20 tháng 10 năm 2008. Giải quyết vấn đề về loạn tâm. Hỏi: hơn 10 năm nay, người mẹ của một đạo hữu trong nhóm cộng tu liền bị chửi bới một mình. Bà luôn nói là có nhiều người chửi bới nên bà phải chửi lại, lại luôn sang nhà hàng xóm gây sự, chửi bới lung tung. Có những lúc bà tỉnh táo như người bình thường, có những lúc lại giống như bị người khác nhập vào quấy rối. Bà hay ôn lại những chuyện quá khứ. Hiện tại bà vẫn ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Nhưng nếu không có con cái kèm bên cạnh thì lại đi sang nhà hàng xóm gây sự. Bây giờ cô L, con ruột của bà, cũng như là thành viên trong nhóm cộng tu, rất hay buồn phiền và thương cho mẹ mình. Cô vẫn chưa biết tìm cách nào để giúp cho mẹ trở lại bình thường, rồi khuyên cụ niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Cứ mỗi lần khuyên bà niệm Phật, bà nhất định không chịu niệm, lại còn hay phản đối. Rất mong chú có thể cho vài lời khuyên giúp bà vượt qua được ách nạn này. Trả lời: có thể vấn đề này đã ngoài sức của Diệu Âm rồi. Hỏi thì phải trả lời, chứ không dám cả quyết. Một người bị bệnh tâm thần, nếu ngay lúc mới khởi phát lo chữa trị liền thì dễ dàng hơn, có nhiều hy vọng thoát khỏi. Ở đây cụ đã bị hơn 10 năm, một thời gian quá dài. Tâm trí đã bị tập nhiễm quá sâu, quá nặng. Thành ra muốn thoát khỏi thật sự là khó, chứ không phải đơn giản. Về chuyện pháp thuật thì Diệu Âm không biết, về bùa ngải cũng không biết. Diệu Âm chỉ biết khuyên người niệm Phật rồi cầu tam bảo gia trì mà thôi. Tất cả đều có nhân quả của nó. Bệnh này theo Diệu Âm đoán thì liên quan nhiều đến chuyện quán thân trái chủ. Quán thân là những người thù hận mình, do bởi mình giết hại, cưỡng bức, hành hạ họ trong đời kiếp nào đó về trước. Trái chủ là những người mình cướp giật, cưỡng đoạt, dùng quyền chiếm lấy tài sản, đoạt vợ, cướp chồng, gây tổn hại cho họ trong tiền kiếp. Vì những mối oán hận này mà họ bám theo chờ dịp trả thù. Khi còn sức khỏe, còn minh mẫn, họ chưa thể làm gì được. Nhưng khi thế lực của mình yếu đuối hoặc bị sa sút tinh thần vì một biến cố nào đó, họ sẽ thừa dịp nhào vào tấn công, chế ngự, cố tình dẫn dắt mình vào ba đường ác để trả thù. Chính vì thế, ăn ở trên đời, chúng ta chỉ nên gây oán gây thù với ai làm chi. Thuận thì mình vui vẻ, không thuận thì mình cố né xa ra một chút, thế thôi. Người tu hành tuyệt đối đừng bao giờ ganh người này, ghét người nọ. Đừng vì những lỗi lầm của người khác mà để tâm giận hờn, thù hằn, gây sự bất hòa với nhau, không tốt vậy sao? Nên ăn ở hiền lành, sống vui vẻ, những sự chướng tai gai mắt nên tập tánh phớt lờ, đừng để trong tâm. Tập tha thứ cho nhau, đừng nên chê trách hay bắt lỗi người này người nọ.
gặp người giỏi nên thành tâm khen ngợi, đừng thấy họ giỏi mà đố kỵ. Gặp người đố kỵ thì tản lờ đi. Người dễ chịu thì làm thân, người khó chịu nếu mình không đủ sức chuyển hóa thì lặng lẽ đứng xa một chút là được. Tập như vậy để chính mình tránh được nhiều chướng ngại về sau. Những người khó chịu, khó với con cháu, khó với hàng xóm, không tha thứ lỗi kẻ khác, sống quá nguyên tắc, không chịu hòa hợp với người, cũng dễ vướng phải tình trạng tương tự như bà cụ. Thật sự, khởi thủy đều do tại mình chứ không phải bên ngoài. Không biết bà cụ có phải như trường hợp này không? Ở đây xin chỉ nói theo lệ thường mà thôi. Người đời thì như vậy, người tu hành có bị không? Có, chắc chắn có. Người có tu hành, nói chung là chỉ cho tất cả những người thường tới chùa tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, vân vân, chứ không nói riêng một ai. Tu hành thì tốt, nhưng coi chừng thường hay vướng phải. Một là thường sinh tâm cống cao ngã mạn, thường khinh thị người ít tu hành, thường hay tự cho mình là hiền lương, chánh đạo, còn người khác là xấu ác, tà đạo. Hai là thường tự cho mình tu hành chứng đắc, được cảm ứng tốt, được thần thông đạo lực, được các công năng đặc biệt, được trí huệ, sắp thành Phật rồi, được Phật thọ ký, là sứ giả của bề trên, tự cho mình có đủ năng lực cứu độ chúng sanh. Người tu hành mà không chịu giữ tâm hồn khiêm nhường, chắc rằng không trước thì sau cũng bị cái tội tăng thượng mạng này. Một khi tâm hồn cao ngạo nổi lên thì liền bị vướng nạn của oán thân liền. Muốn thần thông đạo lực thì sẽ có thần thông đạo lực. Ban đầu họ tạo cho mình thêm năng lực vĩ đại để tâm cống cao ngã mạn nổi lên, rồi nương theo đó mà hại mình thê thảm về sau. Nhiều người tu hành ban đầu thì tốt lắm, nhưng tu một thời gian thì phải vào bệnh viện tâm thần. Có lẽ là vì lý do này vậy. Trở lại vấn đề bà cụ, bà thường chửi bới người khác, hành hung, ghi sự, chính là vì trong tâm của bà coi mọi người là đồ xấu ác, ai cũng là kẻ thù đến hại cụ. Thật ra đây chính là tâm thức của cụ hiện ra như vậy. Ban đầu có thể từ một sự thất bại, bị lừa gạt, bị bức xúc nào đó mà không có ai giải tỏa được. Nỗi uất hận đó cứ giữ mãi trong tâm, càng ngày càng lớn. Lâu dần, những uẩn khúc trong tâm thức hiện ra giống như có thật. Sống trong cảnh giới thù hận, bực tức, khó chịu, căng thẳng quá lâu, đến một giai đoạn chịu đựng không nổi mới bùng dở ra, làm cho tâm trí mất thăng bằng, mất bình thường. Dựa vào trạng thái đó, quan gia trái chủ nhập vào điều khiển, chế ngự, sai khiến, làm sai, nghĩ sai, làm cho đầu óc càng ngày càng rối mù. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Tạo cảnh giới nào, chịu cảnh giới đó. Sống trong cảnh giới khó chịu, oai bức, bực dọc, chửi bới nhau, kinh cãi nhau, đố kỵ nhau, hiềm thù nhau. Nếu nhẹ thì mặt mày câu có, nếu nặng thì đánh lộn, chém giết nhau. Nặng hơn nữa thì tâm trí mất thăng bằng, không tự kiểm soát được. Nếu quả đúng như vậy, lúc mới đầu gia đình tìm phương an ủi, khuyên giải, tạo môi trường vui vẻ thoải mái thì cụ được khôi phục lại bình thường không khó lắm. Bên cạnh người biết tu đạo thì khuyên niệm Phật, cầu Phật gia bị, hồi hướng công đức cho quan gia trái chủ, hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ, hồi hướng công đức cho bà con quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình. Cấm cự sát sanh, nên phóng sanh, lợi vật, bố thí, vân vân, để sám hối nghiệp chướng và giải nạn oan trái tiền kiên thì gỡ nạn nhanh lắm. Nên nhớ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình bị nạn thường cũng là chướng nạn cho mình trên đường tu hành, nên phải hồi hướng công đức cho họ để vừa báo hiếu, vừa giải nạn cho họ và cho cả chính mình. Muốn cứu cụ thì sự sinh hoạt của gia đình
đóng một vai trò quan trọng. Nếu gia đình tin tưởng thì hãy thực hành các điều sau đây: không được tạo cảnh buồn phiền trong nhà, không tranh cãi, không to tiếng với nhau, không làm cho cụ bực mình. Nghĩa là phải tạo không khí tươi vui, thoải mái, cởi mở với cụ. Ăn nói phải nhỏ nhẹ, hiền hòa, lễ độ, cư xử phải thật nhu nhuyễn trong gia đình với nhau, và nhất là với bà cụ. Chuyện này cần kiên nhẫn lâu dài. Không sát sanh hại vật, nên phóng sanh, làm các việc thiện, tạo công đức hồi hướng cho cụ và hồi hướng cho oan gia trái chủ cùng ông bà cha mẹ, bà con thân thuộc nhiều đời của mình. Hàng ngày niệm Phật tu hành, hồi hướng công đức cho cụ và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ của cụ, nên đọc rõ ràng và thành tâm. Ví dụ, nguyện đem công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ bà Trần Thị X, cầu xin hóa giải oán thù xưa nay. Khẩn nguyện chư vị buông tha, cùng nhau niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc, thoát ly sanh tử khổ nạn, thành tựu đạo nghiệp, cứu độ chúng sanh, vân vân. Diễn tả sao cho thuận là được. Gia đình con cháu nên thường ngày quỳ trước bàn Phật, thay cho cụ lạy Phật, cầu xin sám hối cho cụ. Tâm thành kính của con cháu ảnh hưởng rất mạnh. Coi thử bàn thờ Phật có đặt nơi trang nghiêm hay không. Đừng đặt nơi tối tăm, không được đặt trong góc nhà, không được thờ chỗ quá ồn ào, nhơ bẩn, nên hướng ra phía trước thuận hướng với nhà. Nghĩa là từ ngoài mở cửa ra thì đối diện với bàn thờ Phật liền, rất tốt. Những lúc cụ loạn thì thôi, lúc bình thường thì dùng tâm lý khuyến dụ cụ niệm Phật, phải vui vẻ tươi cười. Dù cụ không chịu cũng tươi cười, nhất định không được cưỡng chế. Nếu có ban hộ niệm hay bạn đồng tu thì mời họ hàng tuần đến nhà cụ niệm Phật, cộng tu với cụ, rồi hồi hướng công đức, thành tất linh. Quý vị nên lấy lòng thành cầu tam bảo gia bị, phải tin tưởng và kiên trì để được cảm ứng. Đừng hấp tấp, đừng dùng bùa phép đánh phá oan gia, làm việc này không tốt. Tập sống buông xả, ăn ở hiền lành, lấy năm giới 10 điều thiện làm căn bản để tu, thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ thì được chư Phật phóng quang tiếp cứu, Bồ Tát gia trì, thì có thể tự nhiên hết nạn. A Di Đà Phật.